Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không chỉ có như thế, Long Vương Tứ Hải nói chuyện vô cùng dễ nghe, không ngừng tán dương Lý Trường Thọ. Long cung chúng ta có thể giao hảo với Thiên Đình và Thiên Đình có thể ban thưởng thần vị để giải quyết khốn cảnh hiện tại. Tất cả đều thông qua sự hòa giải của đạo hữu. Đây là Long Vương Tây Hải nói, cũng chính là vị Long Vương có hơn một nửa thủ hạ đã bị phương Tây thẩm thấu kia. Ta thấy ở giữa thiên địa, từ viễn tổ cho đến bây giờ, người duy nhất có thể so với trí tuệ hải thần chỉ có vị Côn Bằng yêu sư, yêu đình thượng cổ kia. Vị Long Vương Bắc Hải này khen như vậy, làm sao giống như đang mắng chửi người. Vẫn là Long Vương Nam Hải tương đối thoải mái, nói thẳng một câu, uống cạn chén này. Lý Trường Thọ thuận thế nâng chén rượu, bắt đầu khen ngợi ngược lại. Chỉ mới nói vài câu, liền thổi phồng đến mức khiến cho bốn vị Long Vương ra híp mắt cười khẽ, không ngừng gật đầu, trong đáy lòng thầm khen Hải Thần Cao Minh. Sau bữa tiệc, bọn họ vốn sẽ bắt đầu chọn Long nhập thần. Lúc này Lý Trường Thọ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trải qua quá trình sau đó, Long tộc liền có thể thấy được những thần vị cấp thấp này. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Long Vương Bắc Hải đột nhiên mở miệng nói. Lần tuyển chọn con cháu Long tộc tiếp nhận thần vị thiên đình này vốn là sự tình đáng giá ăn mừng. Ta thấy Hải Thần đã bố trí vô cùng hoàn mỹ, cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Không bằng mời chúng đạo hữu Hồng Hoang đến đây làm chứng. Lý Trường Thọ, chuyện này cũng không khó tránh khỏi quá xấu hổ. Mắt thấy ba vị Long Vương khác chuẩn bị gật đầu, Lý Trường Thọ vội nói. Long Vương gia, theo ý kiến của bản đạo, lần này thiên đình ban thưởng đều là chức vị hộ pháp tuần hải, cũng không phải thần vị cấp cao, gióng trống khua chiêng như vậy, có thể hay không làm hao tổn anh danh của Long tộc? Sẽ không. Long Vương Nam Hải nói, đây là chuyện lên làm. Long Vương Bắc Hải cười. Hồng Hoang đều biết quẫn cảnh của Long tộc chúng ta, chẳng bằng dựa vào cơ hội này để bọn họ biết được chúng ta đã giao hảo cùng với thiên đình. Long Vương Đông Hải chậm rãi gật đầu, kết luận vấn đề này. Lý Trường Thọ nhíu mày, suy nghĩ về tác hại của việc này và lợi ích. Long Cung chủ động tuyên dương việc này thật ra là biến tướng tuyên dương uy nghiêm của thiên đình, cũng là tuyên bố với bên ngoài Long Cung đảo hướng thiên đình, giúp thiên đình tăng cao cảm giác tồn tại. Đây là việc tốt đối với bản thân hắn, tương đương với không làm gì cũng lập công. Chỉ là những thiết kế hiện tại của hắn sẽ phải bày ra trước mặt cao thủ bên ngoài Long tộc. Nhất là chính mình còn ngồi ở trên bảo tọa sẽ phun xương trắng kia, không ngừng quay người. Cảm giác xấu hổ quá mức nồng đậm. Thế là giải thi đấu Long Cung trì hoãn thêm nửa tháng, Long tộc bắt đầu phát thiệp mời các lộ cao thủ đến đây xem lễ. Lý Trường Thọ lo lắng rằng đến lúc đó tất nhiên sẽ có quân cờ Tây Phương giáo trà trộn vào, cũng phải làm chút bố trí đề phòng bọn họ làm rối tung việc này. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không thể dự liệu được việc này đã trở thành đại sự quan trọng của Long tộc. Nửa tháng sau, ở chủ điện Thủy Tinh Cung kín người hết chỗ, trước điện còn có không biết bao nhiêu thân ảnh tụ tập. Vào lúc Lý Trường Thọ ấn nút màu đỏ ở vị trí trước, ở trong xương trắng tứ tán, một vị Long tử quay người. Đùi nhà mình, Đại Pháp Sư âm thầm ẩn nấp cùng với Triệu Đại Gia Triệu Công Minh, tất cả đều bật cười. Các cao thủ Hồng Hoang, Long Chân Nhân, Kim Ngao Đảo, Thập Thiên Quân được Long tộc mời tới làm khách quý cũng đều híp mắt cười khẽ. Mà Thiên Tướng Hoa Nhật Thiên xen lẫn bên trong chúng Thiên Tướng, bảo vệ ý chỉ, đang ngồi ở chỗ khách quý bên cạnh Đông Mộc Công bưng ý chỉ. Cùng đến xem lễ với Hoàng Long Chân Nhân là Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, cùng với đông đảo tiên nhân xiển giáo Ngọc Thư Cung đã tuyên dương thanh danh Hải Thần ở các nơi. Còn có mấy vị tiên nhân tiệt giáo ở trên Kim Ngao Đảo rảnh rỗi, hết thảy đều lộ ra biểu tình tán thưởng. Danh xưng dân chơi Hải Thần đã truyền khắp Hồng Hoang kể từ đây, làm đề tài cho người ta nói chuyện say sưa. Mặc dù quá trình có chút xấu hổ, nhưng dưới sự xử lý của Lý Trường Thọ, 16 thần vị cấp thấp đã thuận lợi phát xuống. Con cháu Long tộc được lựa chọn, một nửa là con cháu Long Vương Tứ Hải. Trong một nửa đó thì có Tuấn Kiệt Long tộc xuất thân, trong sạch, năng lực xuất chúng.
Thần vị ban thưởng xuống, nghiệp chướng thiên đạo hạ xuống bị triệt tiêu, 16 vị long tử long nữ này đều có chút đột phá. Sau đó bọn hắn sẽ tuần tra tứ hải, Lý Trường Thọ cũng cho bọn hắn một ít lời khuyên, bảo bọn hắn làm việc thiện tích đức, cứu trợ những sinh vật gặp nạn, tuyên dương uy danh thiên đình, không thể làm những sự tình tăng thêm nghiệp chướng. Lúc này 16 vị long tử long nữ đều đã là thủ hạ của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng có thể tùy thời tước đoạt thần vị trên người bọn hắn. Sau khi tuyên chỉ, Lý Trường Thọ, Đông Mộc Công liền cùng với binh tướng thiên đình chủ động rời đi, náo nhiệt trong biển cũng không liên hệ quá lớn với bọn hắn. Lý Trường Thọ thừa cơ đổi một tổ đạo nhân giấy trở về thiên đình, mà đạo nhân giấy thay đổi sau khi âm thầm rời khỏi Long Cung Đông Hải đã đợi một lúc trên hòn đảo nhỏ. Trong biển đột nhiên xuất hiện mấy đoàn mây mù, một đạo thân ảnh miễn cưỡng được xưng tụng là thon dài bước ra từ mây mù. Dạo bước mà đến trên mặt biển, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, quanh người có một cỗ đạo vận huyền diệu tự nhiên. Chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư cười, cảnh giới đã củng cố thế nào? Đã an ổn. Lý Trường Thọ vái chào cười nói, đa tạ Đại Pháp Sư đã hộ pháp cho đệ tử. Đại Pháp Sư lập tức cười đến híp cả mắt, mang theo sự danh mánh. Là muốn cảm ơn ta hộ pháp cho ngươi, hay là đa tạ đã tìm cho ngươi một vị hộ pháp? Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư, sự tình Vân Tiêu Tiên Tử đệ tử thực sự có một chút trở tay không kịp. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười không nói, cũng không trêu ghẹo nhiều, chỉ nói. Hiếm khi ta hạ giới một lần, hay là đi dạo với ta một chút, sau đó ta có lẽ sẽ bế quan một thời gian bên trong Đâu Xuất Cung. Lý Trường Thọ nói, xin Đại Pháp Sư cứ yên tâm, đệ tử sẽ để không để cho nhân giáo gặp nhiều phiền toái. Lời ấy sai rồi. Đại Pháp Sư cười nói, phiền phức là gì, nếu sự tình mà ta cũng vô pháp giải quyết mới xem như là phiền phức. Thời cơ Long tộc nhập thiên đã gần thành thục, ngươi nên xuất thủ không cần cố kỵ. Lão quân đã truyền đan đạo xuống, ngươi lúc này xem như một nửa đệ tử của lão sư. Nếu có người xúc phạm ngươi, đó chính là xé ra mặt của lão sư. Cẩn thận chặt chẽ mặc dù không sai, nhưng cẩn thận quá phận làm cho lão sư cảm thấy ngươi nhát gan sợ phiền phức. Vậy thì có chút không tốt. Lý Trường Thọ vái chào thật sâu. Đệ tử tuân theo lời dạy bảo của Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư nhẹ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng thoát khoát tay với Lý Trường Thọ. Cùng với Lý Trường Thọ dạo bước tại Đông Hải, thừa dịp cơ hội này truyền thụ Thái Thanh Chi Đạo, Diệu Pháp Tự Nhiên cho Lý Trường Thọ. Nửa ngày bất chi bất giác đã qua, Đại Pháp Sư cao hứng lại dặn dò Lý Trường Thọ vài câu. Đúng vào lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên sóng triều, thần niệm đảo qua chủ thần miếu An Thủy Thành, lập tức hơi nhíu mày. Đại Pháp Sư cười nói, có gì khó nói sao, cứ nói đi không sao. Đại Pháp Sư, bản thân đệ tử hẳn là không vấn đề. Có một đạo đồng cưỡi tiên hạc đi vào trong miếu hải thần của ta. Hồ! Đại Pháp Sư cười nói, đồng tử cưỡi tiên hạc tìm ngươi có chuyện gì? Được rồi, ta sẽ đưa hóa thân ngươi đi qua đó xem náo nhiệt. Vừa dứt lời, Đại Pháp Sư lôi kéo cổ tay Lý Trường Thọ, bàn chân phóng ra một bước. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy quang ảnh xung quanh cấp tốc lưu chuyển, lúc hiện hình lần nữa đã đến trên không trung An Thủy Thành, Nam Hải. Đây chính là độn pháp không gian. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy một đồng tử ngồi trên tiên hạc đang tung bay trước đại điện hải thần. Đồng tử này mi thanh mục tú, xếp bằng trên lưng tiên hạc khoanh tay, nhắm mắt ngưng thần, giữa lông mày mang theo một cỗ ngạo khí. Xung quanh có không ít khách hành hương đang vây xem, một ít đại thẩm khen đứa nhỏ này thực tuấn tú, làm đồng tử này có chút không kiên nhẫn. Lý Trường Thọ cười nói, Đại Pháp Sư, đệ tử sẽ đi ứng đối một chút. Được. Đại Pháp Sư bấm tay suy tính, cũng đã tính ra lai lịch của đồng tử này, hơi nhíu mày. Mà cố đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này thì ẩn nấp hành tung, cưỡi mây rơi vào hậu viện miếu hải thần, bưng phất trần đi vòng qua tiền điện, mỉm cười về phía trước. Lúc này đám khách hành hương đều biết đây là hóa thân hải thần, cả đám cúi người quỳ xuống đất hành lễ. Đồng tử kia mở mắt, ánh mắt có chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói, đạo hữu chính là hải thần. Không sai. Lý Trường Thọ cười nói, không biết đạo hữu là người phương nào, tới đây có gì muốn làm. Đồng tử này nói, lão gia nhà ta muốn gặp ngươi, để cho bản thể của ngươi hiện thân nhanh chóng đi với ta một chuyến. Nghe lời ấy, chúng phàm nhân khách hành hương ở phía dưới,
hơn mười mấy vị thần sứ hải thần giáo trái phải phần lớn đều lộ vẻ mặt bất thiện. Đứa nhỏ này làm sao dám nói chuyện như thế với hải thần của bọn hắn? Lý Trường Thọ nghe vậy có chút nhíu mày, vì lý do ổn thỏa, trước hỏi lão gia trong miệng đồng tử này là ai, quăng phất trần đuổi vị đồng tử không biết lễ phép này ra nơi đây. Đối phương đã xé ra mặt của nhân giáo, chính mình nhất định có chút ứng đối. Lý Trường Thọ lãnh đạm: không biết lão gia nhà ngươi là thần thánh phương nào, vì sao muốn gọi ta đến gặp mặt? Hãy nghe cho kỹ lời ta nói, chớ để cho ta lặp lại lần thứ hai. Lão gia nhà ta đắc đạo hiện thần từ viễn cổ, bối phận tương đương với lục thánh, luận đạo hiển chân ý với thánh, bây giờ an tọa tại Ngọc Hư Cung. Sư trưởng của thập nhị kim tiên, nắm giữ đại thần thông đạo pháp không gian, đốt đạo hỏa trong nguyên giác động, có đèn sáng trong linh thú sơn. Lý Trường Thọ lập tức lộ vẻ mặt giật mình, hất phất trần trong tay lên nói: xin cứ tự nhiên, không tiễn. Lúc đồng tử này đọc một bài thơ, ban đầu Lý Trường Thọ còn tưởng là vị đại lão nào. Kết quả nói đến cuối cùng là linh thú sơn nguyên giác động đúng là Nhiên Đăng cổ Phật đại danh đỉnh đỉnh sau này. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ lập tức không có gánh nặng gì trong lòng. Cũng không phải Lý Trường Thọ kiêu ngạo dám không để Nhiên Đăng ở trong mắt. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đối với các vị tiền bối đạo môn đều giữ một phần kính ý thật sâu. Có thể sử dụng 10 thành tâm lực để tính toán, tuyệt đối sẽ không dùng 9 thành 9. Lúc này vị đồng tử này quá mức kiêu ngạo, Nhiên Đăng lại dựa vào thân phận phó giáo chủ xiển giáo trực tiếp bảo hắn dùng chân thân đi gặp mặt, buộc hắn hiện thân. Chuyện này khó tránh khỏi có chút ác độc. Nếu như đại pháp sư không có ở chỗ này, Lý Trường Thọ có khả năng còn hao phí thêm chút công phu ghi chép những gì đồng tử này vào lưu ảnh cầu làm thủ đoạn chứng thực sau này, cũng không thể đối mặt hòa hoãn với nhau. Mà lúc này đại pháp sư đang nhìn ở ngay phía trên, Lý Trường Thọ không những không thể mềm thế, càng là không thể lui. Đừng nói là vị đồng tử này, coi như Nhiên Đăng đích thân đến, nếu như có thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì, chính mình cũng có thể giữ một khoảng cách, không kiêu ngạo, không tự ti, hô một tiếng tiền bối, xem như kính trọng, mời một chén nước trà, xem như cấp bậc lễ nghĩa. Tư duy nhất định phải rõ ràng, không thể từ bỏ nguyên tắc. Nguyên tắc cốt lõi là để giải quyết vấn đề này chính là tuyệt đối không thể làm nhân giáo mất mặt. Nhất là, đối phương chỉ phái một vị đồng tử đến, phương án an toàn nhất là lắc đầu và bày tỏ sự không hài lòng. Đại năng còn sót lại từ thời đại viễn cổ giống như Nhiên Đăng đạo nhân, Lý Trường Thọ tuyệt đối không tin đối phương không biết tính nết của vị đồng tử này như thế nào. Ngược lại là, đồng tử này vừa lỗ mãng, vừa có thể tạo áp lực cho chính mình, xem có thể lừa dối bản thể của bản thân đi ra hay không. Mà nếu như phát hiện chuyện không thể làm, Nhiên Đăng đạo nhân có thể răn dạy đồng tử vài tiếng, vứt nồi cho vị đồng tử này, còn bản thân thì không mất mặt mũi. Tâm tư của vị đại năng này rất chặt chẽ. Những ý niệm này thoáng qua, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Phân tích trong khả năng tiếp theo của chuyện này, Lý Trường Thọ vung phất trần lên nói: xin cứ tự nhiên, không tiễn. Đồng tử kia lập tức trợn tròn đôi mắt nhỏ, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Đồng tử hét lên bằng giọng nói trẻ con: hải thần, ngươi có biết lão gia nhà ta là ai hay không? Lý Trường Thọ hư lạnh một tiếng lạnh nhạt nói: chỉ bằng tính tình không coi ai ra gì của ngươi, bần đạo cũng khó cho ngươi sắc mặt tốt. Trở về đi, chân thân của bần đạo ngao du tứ hải, không tiện gặp người khác. Nói xong xoay người rời đi, làm cho tiểu đạo đồng cưỡi ở trên lưng bạch hạc kia choáng váng. Người thực sự... Đồng tử này lập tức nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên hô: người có biết lão gia nhà ta là xiển giáo phó giáo chủ hay không? Coi như thập nhị kim tiên nhìn thấy cũng phải hô một tiếng lão sư, người lại lớn mật như thế. Lý Trường Thọ không thèm để ý, mây khói nhàn nhạt phiêu khởi quanh người, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Đạo đồng nhất thời nhận ra, phần lớn thần sứ khách hành hương, phàm nhân đều cười ra tiếng. Liền nghe mấy vị thần sứ trêu chọc: muốn gặp hải thần nhà chúng ta tính tình còn nóng vội như thế, ai để ý đến người chứ? Hải thần nhà chúng ta rất bận rộn, cũng không phải ai cũng có thể gặp. Các người! Đồng tử này đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, lập tức trực tiếp nhảy lên, muốn xông vào đại điện hải thần miếu. Bên cạnh đột nhiên toát ra năm tráng hán, mỗi người trực tiếp ngăn trước mặt đồng tử này, dùng cơ ngực cường tráng của chính mình trực tiếp hất bay đồng tử ra phía ngoài.
Mấy tráng hán khác lập tức tiến về phía trước, cả đám mặc giáp màu đen, bắp thịt cả người tản ra ánh sáng chói mắt, cùng hô lên với đồng tử này. Đồng tử này run rẩy mấy lần, tuy có tu vi cảnh giới chân tiên hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là sinh linh được điểm hóa. Ở dưới cục diện như vậy, sắc mặt lập tức có chút hơi trắng bệch, rơi vào bối rối. Các người muốn làm gì? Ta chẳng qua là đồng tử, lão gia nhà ta thế nhưng là phó giáo chủ xiển giáo. Thế là âm thanh hăng hắc của vài vị thần sứ này càng trở nên vang dội hơn. Một lát sau, đồng tử này gào khóc cưỡi bạch hạc phóng lên tận trời, bay nhanh về hướng tây bắc, tốc độ lại là cực hạnh cực nhanh. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, nếu không phải con bạch hạc kia là linh cầm bên trong Ngọc Hư Cung, hắn sẽ âm thầm chụp lại. Đó đúng là linh chủng đỉnh cấp, tốt nhất là có thể bắt được một đôi đực cái. Tiếp đó, liền nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên ngoài. Đại Pháp Sư cưỡi mây bồng bềnh mà tới. Lý Trường Thọ đi về phía trước hành lễ. Đại Pháp Sư rất tự nhiên ngồi chủ vị phía sau hậu đường cười nói. Vị nhân đăng đạo nhân này cũng không biết là có ý gì, lại bảo đồng tử từ thế thăm dò người. Trường Thọ, trước đây ngươi đã từng có xung đột với người xiển giáo. Những cao nhân xiển giáo mà đệ tử quen biết, một là Hoàng Long chân nhân, hai Vân Trung Tử tiền bối, đệ tử đều là lấy lễ để tiếp đón, không dám có nửa phần lãnh đạo. Vậy thì ta tạm chờ thôi diễn một phen. Đại Pháp Sư bấm tay suy tính, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Một lát sau, Đại Pháp Sư khẽ ồ lên một tiếng, tay trái chậm rãi vẽ một vòng tròn trước mắt, trong đó hiện lộ ra âm dương song ngư truy đuổi đánh nhau, mượn nhờ uy năng của Thái Cực Đồ. Đại Pháp Sư giống như phát hiện ra sự tình thú vị gì, khóe miệng rành nhếch lên. Lý Trường Thọ lẳng lặng chờ ở bên cạnh. Thần thông không đủ, dùng tâm lực để bù vào, trong đáy lòng thôi diễn các loại khả năng, dự kiến chuyện hôm nay hẳn là rất nhanh liền có sự tình nối tiếp. Ồ, lại có chuyện hoang đường bậc này. Đại Pháp Sư đột nhiên cười vài tiếng, Lý Trường Thọ lập tức có chút khó hiểu. Liền nghe Đại Pháp Sư nói, Nhân Đăng đạo nhân lần này đúng là nhận lời của một đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, dẫn ngươi đi đến Tây Phương Giáo trao đổi sự tình quan hệ với Long tộc. Thực sự là có chút hoang đường. Nhân Đăng đạo nhân có bối phận khá cao, giao hữu khá rộng, nhận biết người Tây Phương Giáo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ nhân giáo chúng ta đứng sau thiên đình, muốn trợ giúp thiên đình đại hưng. Vị Nhiên Đăng đạo nhân này không niệm tình thiên đình là do đạo môn lập thì cũng thôi đi, lại còn trực tiếp muốn chân thân của người hiện thân, để hóa thân đi còn không được. Bộ giá đỡ này cũng không tránh khỏi quá lớn, quá mức không để nhân giáo chúng ta ở trong mắt. Lý Trường Thọ hỏi, Đại Pháp Sư, chúng ta nên xử lý việc này thế nào? Không cần để ý nhiều, ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Đại Pháp Sư cười nhẹ vài tiếng, đứng dậy đi vài bước tại hậu viện miếu Hải Thần. Tay trái nhẹ nhàng đưa tới, đạo hương ảnh Thái Cực Đồ kia chậm rãi bay lên, lơ lửng dưới xà nhà chính giữa hậu viện, xoay tròn hai vòng, tự động biến mất. Một vệt đạo ngân khó nói lên lời, tràn nhập các nơi trong hậu đường, lại dần biến mất theo gió. Đại Pháp Sư cười nói, như vậy là được. Đa tạ Đại Pháp Sư bảo vệ. Lý Trường Thọ trước tiên vái chào đối với Đại Pháp Sư, lại vái chào đối với bên ngoài hậu viện, cất cao giọng. Đệ tử thành tâm bái tạ thánh nhân lão gia che chở. Đại Pháp Sư không khỏi cười đến híp cả mắt, lại ấm giọng nói vài câu với Lý Trường Thọ, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục ở đây xem diễn. Làm rất tốt. Trước khi Đại Pháp Sư đi đưa tay vỗ bả vai Lý Trường Thọ một chút. Có một số người lòng bên ngoài đạo môn liền không cần nể mặt bọn hắn. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng thái độ của đại lão nhà mình, trịnh trọng gật đầu đáp ứng hai tiếng. Sau khi đưa Đại Pháp Sư rời đi, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn ra nhà cũng là cảm khái không thôi. Uy năng của Thái Cực Đồ chính mình cũng có một tia. Có cần giấu bản thể ở nơi đây hay không? Được rồi, chuyện này ngược lại là không tất yếu lắm. Phần che chở này, chỗ chân quý của nó ý nghĩa là ở tượng trưng mà không phải uy năng như thế nào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng cảm thấy ấm áp. Nhân giáo như vậy, chính mình bôn ba vất vả vì thế, có gì không đáng. Kế tiếp nên ứng đối ra sao?
Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, chậm rãi dạo bước ở trong hậu viện, cẩn thận suy nghĩ. Đồng tử kia cưỡi hạc bay về hướng bắc, dựa vào tốc độ của con bạch hạc kia đến Ngọc Hư Cung phải tiêu tốn 1-2 canh giờ. Sau đó Nhiên Đăng đại khái sẽ mượn cơ hội đến đây, lấy thân phận tiền bối đạo môn vấn trách mình vì sao đánh đồng tử của y, không nể mặt y. Việc này lớn có thể lớn, Nhiên Đăng ở ngoài mặt đã chiếm cứ chủ động. Theo sự an bài của Đại Pháp Sư, chính mình chỉ cần hiển lộ thái cực đồ ra, làm cho Nhiên Đăng biết khó mà lui. Nhưng đây cũng không được tính là sách lược ổn thỏa nhất. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm rõ ý nghĩ, Nhiên Đăng đạo nhân là ra mặt cho Tây Phương Giáo, mượn thân phận xiển giáo của y đến đây chèn ép hậu bối đạo môn như chính mình. Nếu như chính mình cưỡng ép đuổi về, đó chính là không cho xiển giáo mặt mũi, tám thành sẽ trở mặt cùng với xiển giáo. Chính mình hoàn toàn có thể dùng tính toán khác phòng ngừa xiển giáo trở mặt, sử dụng thái cực đồ che chở làm át chủ bài đối mặt với Nhiên Đăng đạo nhân của chính mình. Việc này có rồi. Lý Trường Thọ dừng bước, cổ đạo nhân giấy này lập tức thi triển thổ độn về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất. Tâm thần lưu chuyển, Lý Trường Thọ đã mở một cổ đạo nhân giấy ẩn nấp bên trong khe đá đáy biển nào đó tại phụ cận Đông Hải Long Cung. Đạo nhân giấy này hóa thành hình tượng lão thần tiên hải thần thường dùng, thi triển thủy độn tiến đến Long Cung Đông Hải, một đường thông suốt. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ lại xuất hiện trên yến tiệc vui vẻ của Long Cung một lần nữa. Lần này Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ, trực tiếp tìm được Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ vội đi về trước hành lễ với các vị tiền bối đạo môn ngồi cùng bàn cười. Hoàng Long tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ. Hồ! Hoàng Long chân nhân nghe vậy lập tức nâng cao tinh thần, vội nói. Chuyện gì? Hải thần đạo hữu, cứ nói không sao. Lập tức Lý Trường Thọ thi triển bí pháp truyền âm trước mặt, nói một lần kỹ càng sự tình Nhiên Đăng đạo nhân phái đồng tử vô lễ cho Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân càng nghe, chân mày nhíu càng sâu. Đợi Lý Trường Thọ nói xong, Hoàng Long chân nhân đứng dậy vái chào với chúng đạo hữu tiệt giáo ngồi cùng bàn, cười nói. Các vị đạo hữu, bần đạo có việc phải đi trước một bước. Tiếp đó, liền để lại đám tân khách có chút nghi hoặc cùng nhau rời khỏi chủ điện với Lý Trường Thọ. Mời Hoàng Long chân nhân ra mặt, xem như biện pháp nhanh gọn nhất mà lúc này Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến. Theo cách này, vấn đề hôm nay liền có thể được coi là sự mâu thuẫn giữa bản thân và Nhiên Đăng đạo nhân, cũng không phải là chính mình không cho xiển giáo mặt mũi. Giáo chủ ca ca. Ngạo Ất chạy tới từ bên cạnh vội hỏi. Có chuyện gì phiền toái? Lý Trường Thọ. Yên tâm đi, chỉ là một ít việc nhỏ. Ngạo Ất lập tức nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng. Nếu ca ca có chỗ cần Đạo Ất hay cần Long tộc trợ thủ hay cần Long nhân thủ trợ trận, hãy kịp thời nói cho ta biết. Được. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, dưới sự hộ tống của Ngao Ất đi ra khỏi Long Cung với Hoàng Long chân nhân, bay về phía mặt biển. Đợi bọn hắn cưỡi mây bay nhanh trên mặt biển, Hoàng Long chân nhân lại hỏi. Đồng tử kia quá nhiên là ngang ngược vô lý, trực tiếp muốn để cho chân thân đạo hữu hiển lộ đi đến Ngọc Hư Cung. Bây giờ, chân nhân hãy đi vào bên trong miếu hải thần của ta. Chỉ cần nhìn lưu ảnh châu một chút liền có thể biết được tiền căn hậu quả. Lý Trường Thọ thở dài. Vãn bối vẫn luôn không muốn dùng chân thân đi lại bên ngoài. Bởi vì lúc này vãn bối đang tương trợ Long Cung, Thiên Đình là địch với phương Tây. Nếu có cao thủ đánh đến vãn bối, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cho nên vãn bối căn bản không dám đáp ứng việc này. Hoàng Long chân nhân buông tiếng thở dài. Đã làm cho đạo hữu ủy khuất. Vị phó giáo chủ này luôn có chút hành vi làm người ta khó hiểu, lần này cũng không biết là muốn làm gì. Nghe lời này của tiền bối, vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này dường như cũng không quá nhiều hy vọng bên trong xiển giáo. Y có bối phận cao, bần đạo và các vị sư huynh đệ đều phải gọi hắn một tiếng lão sư hoặc là sư thúc. Hoàng Long chân nhân giải thích rõ ràng, chỉ là lão sư dựa vào giao tình với y thời viễn tổ, cho y một chức vụ phó giáo chủ. Ngày thường ra lệnh đối với chúng ta, hơn nữa có một số việc bần đạo cũng không tiện nhiều lời. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng có chút gì đó. Khi nói chuyện bọn hắn một già một trẻ, một dòng một người đã đến phụ cận Nam Thiên Bộ Châu. Vì muốn đi đến nơi trước khi Nhiên Đăng tới Hưng Sư vấn tội, đi ngang qua Nam Thiên Bộ Châu tự nhiên là nhanh chóng nhất. Trong lúc bay ra khỏi ranh giới Đông Hải,
phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói quen thuộc, một tia đạo vận quen thuộc bay tới. Ồ, thật đúng dịp, sao lại gặp gỡ ở đây? Hoàng Long chân nhân vội vàng dừng lại mây trắng. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn, đã thấy một vị đạo sĩ trung niên mặc giáp lưới màu vàng trên người, khuôn mặt uy phong lẫm lẫm mà tới. Chính là Triệu đại gia, Triệu Công Minh trước đây xem kịch cùng với Đại Pháp Sư tại Long Cung. Nếu không phải quanh người Triệu đại gia còn quẩn quanh đạo vận độn thuật không gian, Lý Trường Thọ còn thực sự tin rằng Triệu đại gia trùng hợp gặp được, mà không phải Triệu đại gia nhanh chóng truy đuổi tới. Bái kiến Công Minh tiền bối. Lão đệ, ngươi lại quên rồi. À, bái kiến Công Minh lão ca. Xem thần thái vội vàng các ngươi trước khi rời đi, thế nhưng là có việc gì vui, sao không mang lão ca theo? Lý Trường Thọ, quả nhiên là nghĩa bạc phân thiên cái gì, đều do nhàm chán tạo ra. Triệu Công Minh dựa vào Định Hải Thần Châu thi triển độn pháp, trực tiếp mang Hoàng Long chân nhân với Lý Trường Thọ đến hậu viện miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ đi đến tiền viện, mang mấy quả lưu ảnh châu tới, triển lãm một lần cử chỉ và lời nói của vị đồng tử kia. Triệu Công Minh lập tức chửi ầm lên. Vị phó giáo chủ nhân đăng này có ý tứ gì? Lại dám mở miệng bảo bản thể của ngươi hiện thân? Chẳng lẽ là muốn tìm bia ngắm cho những người muốn hại tính mệnh của ngươi? Đi, chúng ta đến Ngọc Hư Cung tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Lão ca đừng nóng vội. Lão ca đừng nóng vội. Lý Trường Thọ vội nói. Ta đoán rằng phó giáo chủ nhân đăng chắc chắn sẽ tới đây hỏi tội. Tiếp đó lão ca cùng với Hoàng Long tiền bối chỉ cần trốn trong bóng tối. Từng người cầm một viên lưu ảnh châu ghi chép những gì ta đã nói với y. Như thế, nếu sự việc trở nên rùng beng, ta cũng có bằng chứng để giải oan, tránh cho bị phó giáo chủ chụp mũ vô lễ với tiền bối. Nếu như tiếp theo không có chuyện gì, cũng làm như việc này chưa hề phát sinh. Đệ tử không muốn trở mặt cùng với cao nhân tiền bối như vậy. Hoàng Long chân nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Lòng dạ đạo hữu thật rộng lớn. Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là oan gia vẫn nên giải mà không nên chết thôi. Lập tức Triệu Công Minh dục Định Hải Thần Châu ẩn vào góc hậu viện cùng Hoàng Long chân nhân. Hai vị đại lão từng người cầm lưu ảnh châu mà Lý Trường Thọ đưa cho, bắt đầu ghi chép lại tình cảnh nơi đây. Cùng lúc đó, ở bên kia Đâu Xuất Cung, trước gốc đại thụ kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư dựa nghiêng vào trên cành cây, trước mắt có một đoàn mây mù lơ lửng. Trên đó hiện rõ ràng hình ảnh trong hậu viện Hải Thần Giáo. Từ góc độ quay chụp này, hẳn là đang mượn đạo hư ảnh thái cực độ âm thầm quan sát. Khi Đại Pháp Sư nhìn thấy Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân đến đây, nghe được vài biện pháp Lý Trường Thọ tới, cũng vỗ tay cười vài tiếng. Dù bận vẫn ung dung, chậm rãi đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Lý Trường Thọ ngồi ở hậu viện đại khái nửa canh giờ, một đám mây trắng bay tới từ phương hướng tây bắc. Trên đó có một lão giả được ánh vàng bao phủ, ngồi quỳ chân bên cạnh lão giả là vị đồng tử trước đó. Lão giả này nhìn từ xa còn tưởng rằng khuôn mặt gầy gò, nhìn gần là khuôn mặt nhai ngắn cũng khá đặc biệt. Gã mặc đạo bào màu nâu ngồi phía trên mây trắng, tay để trong tay áo rộng, trên đầu vai có một ngọn đèn đồng trôi nổi, mí mắt híp một nửa, lông mày rậm, tóc mai dài, tai to. Trong lúc động và tĩnh, tự có uy nghiêm. Đạo vận lưu chuyển, tự thành phong phạm cao nhân. Sự hiểu biết của Lý Trường Thọ với Nhiên Đăng đạo nhân kỳ thực không được tính là nhiều. Chỉ biết Nhiên Đăng đạo nhân là một tay hảo thủ thêm mắm thêm muối bên trong Đại Kiếp Phong Thần. Kẻ sướng người họa cùng với Lục Áp đạo nhân, lai địch không rõ, làm cho Đại Kiếp Phong Thần càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó vào lúc Đại Kiếp Phong Thần còn chưa hòa tất, Nhiên Đăng lại lấy hai chữ đạo nhân bên trong danh hào của mình, tăng thêm hậu tố cổ Phật, mang theo mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo mưu phản đạo môn. Nhưng với bối cảnh cụ thể, tu vi thần thông của Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ cũng chưa từng nghe tới. Lý Trường Thọ đứng dậy chủ động bay lên phía trên hậu viện, cử động này cũng ẩn chứa tính toán. Người chính là Hải Thần. Nhiên Đăng đạo nhân mang theo đồng tử cưỡi mây đến. Vừa tới đến hậu viện miếu Hải Thần, liền lộ ra thần sắc lãnh đạm hỏi. Lý Trường Thọ hơi gật đầu lắc phất trần đối với Nhiên Đăng đạo nhân, lạnh nhạt. Ta chịu sự ủy thác của thiên đình, được Ngọc Đế sắc phong tuần tra tứ hải, quản lĩnh si ninh trong biển, tự nhiên là Hải Thần. Trong đáy mắt của Nhiên Đăng đạo nhân lộ ra chút tàn khốc. Tốt cho một cái được Ngọc Đế sắc phong, chịu sự ủy thác của thiên đình,
chẳng trách không coi ai ra gì, ngay cả xiển giáo chúng ta cũng không để vào trong mắt. Lý Trường Thọ vừa nghe Nhiên đang mở miệng liền biết đối phương là một kẻ khó chơi. Chẳng qua chỉ hai câu hời hợt liền trực tiếp kéo vấn đề đến độ cao đại giáo, vấn đề không tuân lệnh hắn lên tới mức độ khinh thị xiển giáo. Cũng may Lý Trường Thọ sớm đã chuẩn bị, nâng cao cảnh giác trực tiếp nhảy ra khỏi tiết tấu của đối phương. Lý Trường Thọ hất phất trần lên cau mày. Đạo hữu thật hung hăng, vừa đến hải thần giáo chúng ta chính là một câu ngươi chính là hải thần, lại trực tiếp trách móc bẩn đạo không tuân lệnh xiển giáo. Việc này nên nói thế nào? Đạo hữu đã từng giới thiệu hay chưa? Có thể nói hay không? Bẩn đạo là như thế nào không tuân theo lệnh xiển giáo? Đồng tử ngồi quỳ ở chân bên người Nhiên Đăng lập tức cao giọng hô. Mở mắt ra nhìn, đây là lão gia nhà ta. Lý Trường Thọ cau mày mắng. Thế không có lai lịch rõ ràng nhà ngươi. Trước đây đi đến miếu hải thần của ta tỏ vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, gây chuyện thị phi, còn to gan lớn mật. Nói là tuân theo lệnh của vị phó giáo chủ xiển giáo đức cao vọng trọng kia. Bảo bản thể của ta phải hiện thân ra ngoài. Rõ ràng là đến đây dụ ta đi ra ngoài. Rõ ràng là có ý đồ hại tính mạng của ta. Hiện tại thì sao? Ngươi bị ta quát lui còn không cam tâm, lại kéo yêu ma không biết chui ra từ chỗ nào. Còn muốn giả mạo là tiền bối Nhiên Đăng xiển giáo đích thân tới. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đồng tử trừng mắt. Ngươi! Nhiên Đăng đạo nhân vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ lại chỉ vào đồng tử tiếp tục mắng, triển khai toàn bộ miệng lực bắn như liên thanh. Chỉ bằng kẻ này, còn muốn giả mạo vị Nhiên Đăng phó giáo chủ xiển giáo tiên phong đạo cốt, phẩm cách thanh cao, hóa ái dễ gần kia. Ngươi có biết vị phó giáo chủ Nhiên Đăng kia thế nhưng là sinh đinh tiên thiên thời viễn cổ, thiên đạo chưa toàn vẹn y đã sinh ra. Bây giờ trong đạo môn chúng ta có thể so sánh cùng với phó giáo chủ Nhiên Đăng có thể đếm được trên đầu ngón tay hay không? Ngươi nhìn lão đạo mà ngươi tìm đây này, đều là cá mè một lứa như ngươi, nhìn như trung hậu nhưng mắt lộ gian trá, không biết xấu hổ, da không kính, da vẻ đạo mạo, hậu sinh phản tốt, nhiều nhất chỉ là đạo tặc. Ngay cả đạo vận Ngọc Thanh đại đạo cũng đều bắt chước không đến, còn dám giả mạo là vị phó giáo chủ xiển giáo kia. Nực cười vô cùng. Thật thống khoái. Phen quát mắng này của Lý Trường Thọ đã trực tiếp bắt được một vài sơ hở logic trong lời nói của đối phương, mắng thẳng vào mặt. Sắc mặt Nhiên Đăng đạo nhân âm trầm như nước, khuôn mặt nhỏ của vị đạo đồng kia đỏ lên, không nói thành tiếng. Hoàng Long chân nhân giờ khóc giờ cười một hồi, Triệu đại gia bóp mũi nín cười, nam nhân ở hậu viện Đâu Xuất Cung kia cũng cười nghiêng ngửa. Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ cũng chưa từng nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân. Trước đây có chút gặp nhau, nhưng lần trước là Nhiên Đăng lừa dối Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân chạy tới hỏi chính mình có phải đang tính kế Long tộc hay không. Lúc này, trước tiên nhận định là vị đồng tử này dở trò quỷ, dùng lý do Nhiên Đăng đạo nhân thế nhưng là thế ngoại cao nhân, không có khả năng giống như thế này, âm thầm chê bai, nhìn thử xem đối phương có mắc câu hay không, thử thăm dò xem Nhiên Đăng một chút. Có thể nói là một hòn đá ném trúng mấy con chim. Về phần Nhiên Đăng đạo nhân có vô cùng tức giận ra tay hay không? Đây là cục diện Lý Trường Thọ muốn nhìn thấy nhất, hơn nữa còn đảm bảo cỗ đạo nhân giấy này của chính mình có thể tự hủy trước một bước. Cao thủ so chiêu chỉ trong một ý nghĩ. Hải thần, đã mắng đủ chưa? Giả mạo cao nhân đạo môn của chúng ta, bần đạo không động thủ với ngươi đã rất tốt rồi, làm sao có thể mắng đủ? Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng, trong đáy lòng thầm than. Quả nhiên rất khó đối phó, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là da mặt đủ dày, không phải mắng hai câu là có thể buộc cá ra tay. Trong lòng Lý Trường Thọ càng trở nên cảnh giác, liền nghe Nhiên Đăng mở miệng, mang theo vài phần u lánh. Bần đạo tu hành nhiều năm tháng như vậy, còn là lần đầu tiên bị người nhục mạ. Niệm tình ngươi không biết bần đạo không trách tội. Hải thần, ngươi lại nghe cho kỹ, bần đạo chính là phó giáo chủ bên trong Ngọc Hư Cung, Nhiên Đăng. Hồ! Lý Trường Thọ gật đầu, ấn theo lệ cũ hỏi một câu. Có bằng chứng gì? Người hị! Nhiên Đăng đạo nhân suýt nữa phun máu tại chỗ, lúc này lại nhịn xuống. Ngọn đèn đồng trên vai chiếu ra lưu quang rực rỡ, nhuộm cả bầu trời An Thủy Thành thành bảy sắc cầu vồng. Nhiên Đăng! Đã được chưa? Lý Trường Thọ nhíu mày, trong đáy mắt có chút bối rối hỏi. Đạo hữu hẳn là thượng khách bên Ngọc Hư Cung kia, lão bất tử ở Nguyên Giác Động. Nhiên Đăng cười lạnh. Chẳng lẽ chiếc lưu ly tràn này của ta còn chưa? Ta không tin.
Lý Trường Thọ lắc đầu một hồi. Pháp bảo trong hồng hoang nhiều không kể xiết, trong một số món giống nhau là chuyện bình thường. Nhiên đang mắng. Đừng có hung hăng càn quấy. Đạo hữu hẳn là trột ra. Lý Trường Thọ cười. Đạo cảnh của đạo hữu kỳ thực cũng không thấp, vì sao nhất định phải giả mạo người khác đi lại trong hồng hoang? Nếu bị Nhiên Đăng tiền bối biết được, chẳng phải sẽ ra tay đối với đạo hữu? Bần đạo chính là Nhiên Đăng. Thật sao? Ta không tin. Người... Nhiên Đăng trợn tròn hai mắt, lúc này thực sự muốn trực tiếp ném lưu ly chản đi qua. Nhưng lại rõ ràng nếu như chính mình ra tay, chính là đã trúng tính toán của đối phương. Nhiên Đăng đạo nhân lấy một hơi ra mấy món bảo vật, có một chuỗi tràng hạt, một tòa hoàng kim bảo tháp, một chiếc bồ đoàn hoa sen. Ngươi đã tin hay chưa? Lý Trường Thọ lắc đầu. Ngày nay, chi phí đóng giả các cao nhân nổi tiếng đi lại trong hồng hoang cao đến như vậy sao? Ngay cả những pháp bảo này cũng đều có thể mô phỏng ra được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta vốn không quen biết với Nhiên Đăng tiền bối. Hắn có pháp bảo gì cũng đều hoàn toàn không biết. Đạo hữu, nếu ngươi thực sự là Nhiên Đăng thượng nhân, không bằng mời thiên đạo làm chứng, lập lời thề đại đạo để tự kiểm chứng một phen. Bần đạo sao không dám? Lập tức Nhiên Đăng lập thệ với thiên đạo, tự chứng nhận bản thân chính là bản thân. Lực lượng thiên đạo buông xuống nhưng lại không có dị dạng. Lý Trường Thọ thấy cảnh sắc này, sắc mặt lập tức thay đổi, bạch bạch lui lại mấy bước trên không trung. Trán đổ đầy mồ hôi, hai tay run rẩy vái chào thực sâu. Ây da, đệ tử nhân giáo có nhiều mạo phạm, không biết tiền bối lại thực sự là phó giáo chủ Nhiên Đăng xiển giáo tiền bối. Thất kính. Mặc dù thấy Lý Trường Thọ hoảng sợ như thế, lại nghe Lý Trường Thọ nói xin lỗi, Nhiên Đăng là không có chút thoải mái nào. Ngược lại có một loại. Đối phương kính sợ chẳng qua chỉ là phó giáo chủ xiển giáo, mà không phải Nhiên Đăng đạo nhân gã. Nếu như gã không có thân phận này thì chẳng là ai cả. Chuyện này khiến cho Nhiên Đăng càng thêm bị đè nén, lửa giận bốc lên trong đáy lòng, lại mắng không ra, đánh không được, chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn đạo đồng kia một cái. Đạo đồng toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mây, hô hấp cũng đều ngừng. Tiền bối, thứ tội, đây là lần đầu tiên vãn bối thấy hình dáng của tiền bối, thực sự có mắt không biết chân hào kiệt, nhanh mời tiền bối vào bên trong. Lý Trường Thọ không đợi Nhiên Đăng đạo nhân đáp lời, đã là đi trước một bước. Nhiên Đăng nhướng mày, lúc này cũng đã phát giác ra chính mình đã bị vị hải thần này nắm mũi dẫn đi, nhất thời lại không biết chút giận từ chỗ nào, chỉ có thể cưỡi mây bay xuống theo. Nếu như hôm nay cứ bỏ đi như vậy thì hắn cũng không còn mặt mũi nữa. Nhưng mà vừa bước vào hậu viện miếu hải thần, Nhiên Đăng cảm thấy một tia dị tượng, ánh mắt quét về Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân trong góc. Lý Trường Thọ, công phu ẩn giấu của Triệu đại gia hiển nhiên là không tới nơi tới chốn, thế mà trực tiếp bị bại lộ. Đúng vào lúc này, một tia đạo vận hiển hiện tại xà nhà và bốn góc tường hậu viện. Từng hư ảnh nhàn nhạt, âm dương song ngư truy đuổi lẫn nhau hiện ra. Uy năng của Thái Cực Đồ. Nhiên Đăng đạo nhân biến sắc, trong mắt nhìn Lý Trường Thọ càng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chẳng trách người này có thể đối đầu với phương Tây đâu như thế. Quả nhiên là Thái Thanh Thánh Nhân đang chèn ép phương Tây. Lửa giận trong đáy lòng Nhiên Đăng đạo nhân giảm đi ba phần, kéo ra một chút ý cười đối với Lý Trường Thọ. Lại thấy Lý Trường Thọ đưa tay mời, chẳng qua chỉ là cho hắn ngồi ở ghế tân khách, không khỏi càng thêm có mấy phần bất mãn. Lập tức chủ khách ngồi vào chỗ, Lý Trường Thọ đầu tiên là tự tay dâng trà, lại châm trước một bước ngồi ở chủ vị của chính mình. Đây là chấp lễ ở hậu bối, có khác biệt khá lớn so với lễ đệ tử. Lý Trường Thọ mở miệng trước chỉ vào đạo đồng kia cười. Hắn thực sự là đạo đồng của tiền bối. Không sai. Nhiên Đăng chậm rãi gật đầu. Thật đúng là thông minh đáng yêu, nho nhã lễ độ. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả hai mắt. Lời nói này ra cũng không trái lương tâm chút nào. Lúc trước ta vừa thấy liền biết gã là đệ tử của đại gia. Nhiên Đăng đạo nhân gạt ra một nụ cười khó coi. Nếu như thế bần đạo bảo Đồng Nhi đến mời ngươi đến Ngọc Hư cung gặp mặt. Hải thần vì sao trách cứ Đồng Nhi này của ta một trận? Tiền bối chỉ sợ ngài đã hiểu lầm gì rồi. Lý Trường Thọ lấy ra một viên lưu ảnh châu từ trong tay áo, dùng tiên lực đưa tới, trong lúc lơ đãng hiển lộ ra đạo vận tiên lực của chính mình. Lý Trường Thọ, mời tiền bối xem ngọn nguồn sự tình ở ngay trong đó.
Nhiên Đăng hơi do dự, cũng không dám trực tiếp bóp nát Lưu Ảnh Châu mà nhắm mắt dò xét tin tức trong đó. Kỳ thực, từ khi Nhiên Đăng hiện thân cho đến lúc này, mỗi khi làm ra một cái quyết định, trong đáy lòng Lý Trường Thọ sẽ xuất hiện mấy cái lựa chọn. Ở trong nháy mắt Nhiên Đăng làm ra quyết định, Lý Trường Thọ liền có biện pháp ứng đối, lại xuất hiện lựa chọn chuẩn bị kế tiếp cho Phó Giáo chủ Nhiên Đăng ở trong đáy lòng. Nói một cách ngắn gọn, bị Lý Trường Thọ chiếm cứ chủ động ở trên lời nói, muốn xoay người chỉ có thể đẩy ngã toàn bộ hoặc dùng một tay chụp chết cỗ đạo nhân giấy này của hắn. Đáng tiếc, Thái Cực Đồ cảnh cáo. Nhưng Nhiên Đăng cũng không phải dễ chơi, trong lời nói luôn ẩn chứa sự sắc bén và cạm bẫy. Một lát sau, hai người chỉ nói mười mấy câu giải rác, lại như so chiêu trăm ngàn lần. Ở trong mỗi câu đều có thâm ý khác, cất giấu trong tiếng cười đều là ngữ điệu chu tâm giết người. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long Chân Nhân bên trong xó xỉnh, lúc này cũng đã nghe đến mức nhíu mày. Hoàng Long Chân Nhân thì tốt hơn chút, đại khái có thể cảm nhận được ngôn ngữ giao phong kịch liệt giữa Lý Trường Thọ cùng với Nhiên Đăng. Lại nhìn trên khuôn mặt râu quay nón của Triệu Đại Gia, rõ ràng viết mấy câu, đây là thứ đồ chơi gì, nói cái gì thế, đang chỉnh ai sao, chẳng lẽ không thể vén tay áo lên trực tiếp nghĩa bạc Vân Thiên một cái sao? Không bao lâu Lý Trường Thọ cùng với Nhiên Đăng đã bỏ qua chuyện lúc trước, bắt đầu trao đổi sự tình Long tộc. Lý Trường Thọ đầu tiên là nói một câu. Tiền bối nói đến là vì sự tình Long tộc, không phải trong Long tộc có thân thích gì của tiền bối. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh nhạt, tự nhiên không phải, là bần đạo tới vì phương Tây. Hồ, nguyên lai tiền bối có thân thích tại Tây Phương Giáo. Hai chữ thân thích thực sự có chút sai lầm. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh nhạt nói, bần đạo chẳng qua là giao hữu rộng một chút, thiếu chút nhân tình, bây giờ tranh thủ chuyện này để trả nhân tình lại mà thôi. Đạo hữu có thể nể mặt xiển giáo chúng ta, ở trên sự tình Long tộc cho phương Tây một ít chỗ tốt hay không? Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, cười nói, tiền bối, vào trước khi văn bối trả lời vấn đề, có một số lời muốn hỏi tiền bối. Cứ nói không sao. Tiền bối rốt cuộc là từ lập trường của bản thân hay vì trả ân tình của một vị tiền bối cao nhân Tây Phương Giáo đến tìm vãn bối trao đổi việc này, hay lấy thân phận phó giáo chủ xiển giáo lệnh vãn bối nhường lợi ích cho phương Tây? Khuôn mặt của Nhiên Đăng đạo nhân nghiêm lại, lại không chịu trả lời chính diện, chỉ nói, ý tứ của đạo hữu là không chịu đáp ứng. Vãn bối còn chưa trả lời, muốn xem thử ý tiền bối như thế nào mới có thể cho tiền bối một câu trả lời chắc chắn. Lý Trường Thọ cười nói, vãn bối là đệ tử đạo môn, nếu tiền bối lấy thân phận phó giáo chủ hạ lệnh, vãn bối tự nhiên sẽ lĩnh mệnh. Nhưng nếu tiền bối muốn trả ân tình, vãn bối cũng thực sự không biết nên nhường lợi ích cho Tây Phương Giáo như thế nào. Vãn bối giao hảo cùng với Long tộc, Hải Thần Giáo này vẫn do Long tộc phái nhân thủ xuất lực, giúp vãn bối một tay dựng lên. Vãn bối trước đó không đành lòng nhìn Long tộc bị tính kế, cho nên nhiều lần âm thầm ra tay tương trợ, cũng là vì chút ân tình mà thôi. Ok, tập này dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.